Hello tất cả em nha, và chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Bilsugi đây, và chào mọi người đã quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi Liên Minh Thoại anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng làm thử thách mà tất cả anh em đặt ra cho mình nha. Thật sự là cái thử thách này anh em đặt ra cho mình khá là nhiều luôn á. Đó chính là Darius lên full sức lực, và cùng với đó chính là cả hai cái món gọi là chống phái. Như nào chơi thì nó 1 tiếng chứ ai đâm mình như vậy đúng không? Ok nha. Thôi lùi lên tí này mọi người. Đừng ăn ơi, đừng ăn ơi. Chờ bằng xanh được cái gì nữa mà mình chưa lên level 16 á, mình chỉ là mất cái R luôn á thì tiếc, thì mình chẻ thêm cái R nữa vô cái bóng của nó luôn. Cho nó khỏi tiếc nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm con Darius là lên full sức lực, nhưng mà kèm theo hai cái món đó chính là món chống phái luôn, đó chính là dễ kiếm với lại là cái súng hải tặc nha. Như nào, chắc là mình farm nốt đi em ơi, mình về nhà mua đồ cái. Sợ Lee Sin nó lên lắm. Ồ, Lee Sin mới mít xong luôn kìa. Mình mạnh phết anh em ơi. Chỗ tích 5 stack kìa, từ từ, này chết cho mình, này chết cho mình. Ok, chỗ đốt đúng đâu luôn á. Ây da, ây da, mình về. Cái băng ngọc mình đang mang á là cái băng ngọc mưa kiếm nha, nên tích cái nào tại của mình á thật sự rất là nhanh khi mà kết hợp cùng với W này. Với lại là cái yêu cầu này anh em cũng yêu cầu mình khá là nhiều rồi, đó chính là Darius lên dễ kiếm. Anh em cứ tưởng tượng đến cái việc mà Darius này nó bổ chết thằng xong nó tàn hình, xong rồi nó chạy vòng đâu đó anh em không biết nó ở đâu đó, xong rồi nó chẻ thêm lần nữa chết thêm thằng nữa, nhìn nghe thôi mà cũng đã ám ảnh rồi đó anh em ơi. Thì món đầu tiên lên dễ kiếm nha, còn món thứ hai là mình sẽ lên cái súng hai tặc để có thêm sát lực với lại là sốc đam cho nó mạnh đó. Tưởng hoặc là cái thử thách nào mà muốn đặt ra cho mình đó thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái nha. Thank you rất là nhiều. Còn anh em nào mình xem thấy thì đừng quên để làm like ủng hộ mình nha, bấm đăng ký kênh cũng như là cái chuông nha anh em ơi, để nhận thông báo về những video mình đang trên kênh hàng ngày nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật cho nên cái meta mới nhất, hot nhất và cũng như là những cái thử thách của anh em đặt ra cho mình đó. Ui, Lee Sin làm được không đây? Lee Sin không được rồi, mắc quy như bạn ơi. Lúc đầu game thì mình quên quay thiệt đó anh em ơi, tại vì lo chơi quá mà quên muốn quay luôn á. Trời ơi, tích cái nội tạng mất nhanh luôn á. Ôi mình xin nha. Đúng là cần các bạn mua kiếm này tích cái nội tạng nhanh thiệt á. Mày nè, chỉ cho bỏ ghét anh em à. Anh em cứ tưởng tượng đi nha, con Darius này nó chẻ mà rồi thì chắc chắn là phải chết rồi, tại vì khi nào anh em chẻ rồi chết thì anh em mới chẻ đúng không, chứ ai đâu mà rảnh hơi đâu mà chẻ, trừ khi nào mà anh em muốn sốc đam thôi thì nó sẽ kiểu như là giết được mạng rồi nó hồi nè, sau mà anh em được tàn hình để chống bị sốc đam nè. Với lại là khi mà anh em lên cái build đồ này á thì thật sự luôn, đam cứ gọi là nhiều vãi đái luôn á, sát lực chí mạng rồi dùng đam các kiểu có hết. Cái này tí nữa vào combat thì anh em mới cảm nhận được cái sức mạnh của con Darius khi mà lên cái build đồ này, tàn hình chẻ rồi liên tục. Ám mạnh lắm anh em ơi, thật luôn. Rồi như nào, là đây luôn. Hút được nha anh em. Trời ơi, quý. Ok, chạy. Rượt sao được. đây nè, quýnh mình đi. Ồ, bạn farm luôn mà, bạn không thèm quýnh mình luôn mà. Ok, để nút độc quá về thôi. Sợ rừng lên thôi. Ok ok. Ồ, đủ tiền luôn anh em ơi, ngọt nước quá. Anh em cố gắng ăn rồng lửa đi, rồng lửa tăng đam gọi là mắc binh. Rồi phút thứ 15 mà hai món. Cái SP mình mang á là cái tăng tốc nha, thì anh em thích á thì em có thể mang thiêu đốt, nhưng mà thường người ta chơi Darius á, một là người ta mang tăng tốc thôi, hoặc hai là dịch chuyển để chủ lên anh em ơi, chứ mang thiêu đốt thì snowball thì cũng được, nhưng mà nó hơi nguy hiểm á. Ủa trận này thằng gì nó đúng xanh luôn á. Gì xanh mà sao mất rồng. Ra cứu nè. Yesu. Trời ơi Yesu sao lại thắng như này. Sao không chết bớt đi bạn ơi, tay mình mạnh quá rồi đó anh em. Trời ơi, tay mình như này thì mình còn cái gì để mình chơi anh em. Tay mình đánh giới trận này đánh hơi hay nha, đánh gà gà lại chút đi.
Trời ơi, đánh như thách đấu như thế này. Băng trụ các kiểu, tính đam, tốc biến, né skill. Trời ơi, mấy ơi. Tem tui đi thôi trời. Nhận không ra luôn á anh em. Giờ mình sẽ biến mình thành một con direct sát thủ nha. Đứng núp ở nhà luôn. Trên núp ở lane này nó biết hết. Rồi, cái chuối thì bắt đầu hành trình. Ủa, hello motherfucker. Hello motherfucker. Trời ơi, anh em thấy không? Đang nó sốc kìa. Con lịch sinh anh em ơi. Ờ, Yesu. Wow. Đam kìa anh em. Mẹ ơi luôn á. Yesu nãy mới thấy báo AFK mà. Sao đi luôn đi không? Đi luôn đây là đẹp rồi. Phải lên level 16 coi. Để trễ R nó khỏi mất nữa anh em ơi. Chứ bây giờ trễ R chết mà nó vẫn mất cái R thì hơi uổng. Anh em Yesu đánh cha hạch quá. Bê trụ các kiểu này điểu nó kìa. Rồi nha. Lên chút này có thêm chút đam. Lên đồ hỗn tạp tí anh em ơi. Cho nó mạnh. Thử mà. Test cái build đồ này mà. Tem nó được cái thằng Darius lộn thằng April với lại là Lee Sin nó hơi xanh đó. Cố gắng níu giữ lại cái trận đấu này được bạn. Like solo ai. Gọi cái Lee Sin tem mày ra luôn. Được chưa? Mình cân 2 là easy luôn ấy. À Yesu nè. Ô như nào? Tàng hình à. khó chịu. Đây. Ok, chạy đêm ơi. Chạy đêm ơi. Sao rượt. Xin chạy chút máu nè. Cảm ơn bạn. Ui, mình đánh cái gì mình mới giết cái hai mạng rồi mà ba thằng kia nó tự chết luôn em ơi, quét sạch luôn kìa. Chấm hỏi luôn. Ê, Di với lại Yesu này chơi auto bơi trụ luôn. Chơi từ thôi. Trận này là thắng chắc luôn mà. Tên mình thằng nào cũng xanh hết anh em ơi. 5 thằng. Các bạn chơi cứ từ từ thôi. Có gì mà phải vội vàng gấp gáp chứ vậy. Đây, cái này mình phụ bơi trụ nha. Cái đó chắc chắn luôn thằng Di. Cỡ nào nó cũng ra nó bê à. Nên mình bê trước. Bê trước anh em. Thôi về. Đồng lắm, mình không có rồi nữa. Không có đam mê cho lắm anh em ơi. Nhưng mà nếu mà có thằng gì nó vào trước á thì còn xem xét lại. Đây. Hút ké được em ơi, quốc ké được. Ké được anh em ơi, Lister. Ui, trước khi chết ông Blitz còn kéo ông Nautilus lại nữa thôi là rượt tiếp là có mạng rồi. Sắp có rồi nè. 5 giây nè. Combat tiếp được nha. Mình cũng chưa có đủ tiền mình mua đồ lớn nữa. Cứ quốc tiếp đi anh em ơi. Ok. Cũ do. Ui. Sướng thật. Lên cái build này đem ảo thật á. Trời, mình giết hai mạng. Thằng Di nó cũng quốc hai mạng rồi anh em ơi. Tính ra là 4 mạng luôn kìa. Nãy quên nè. Sorry bạn. Như nào. Ui, cái R vui xém hết luôn anh em ơi. Cái R vui xém hết luôn. Hên quá. Thôi quốc con rồng gió đi. Mình chưa lên level 16 á. Nên cái R của mình nó cũng cần được có rồng gió anh em ơi. Hồi chút skill. Mình xin nhẹn red như vậy ơi. Lên đồ này chí mạng, bật W lên chọn cái W xong rồi R phát có khi chết luôn ha anh em ơi, tại vì W này là chí mạng cũng hơi đau á. Xong rồi mình e xuyên dép các kiểu nữa, trừ dép tên bạn hay sao á, xong rồi R cái trời ơi. Máu nó rút cứ gọi là không phanh luôn. Rồi, đựng rồng gió nè. Cố gắng núp ở rừng tên bạn thôi. Mình lên cái máy quét là có lý do mà anh em.
Đây rồi. Tinh 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 tinh. Ôi, bạn ơi, không làm mà đồ căng là sao? Hơi kỳ. Khi mà đem xanh thì em sẽ thấy gọi là bốn trái chuối đang biết chạy, bốn trái chuối đang biết chạy này mà. Anh em nào vào trước đây mình hơi giấy, mình vào trước là mình chết. Tròn gì nó xanh quá. Kết nè. Ôi, chế rồi không ăn được kìa anh em ơi. Rồi nó bị hụt nhịp kìa. Trời ơi, trận này gì nó xanh quá anh em ơi. Wow, anh hùng rơm. Bạn ơi, chơi từ từ cho mình chơi với. Thông tà quẩy hèn chi. Tại vì lúc đầu top mình xanh, mid mình xanh á, nên thằng Di này nó cũng được hưởng ké anh em ơi. Các bạn đừng có bơi trụ nữa được không? Các bạn bơi là mình bơi luôn á. Mọi người tin không? Không muốn bơi trụ chút nào cả anh em. Tôi chơi game với. Đây rồi, đến giờ mình thể hiện rồi. Đến lúc rồi anh em ơi. What? Holy shit. Mã cái đôi nhạc anh em chưa? Mẹ ơi, đây là sức mạnh của dạ kiếm kết hợp với cái video này đó anh em ơi. Nãy mình thấy ông mình còn gần tí máu mà không nào giết mình được luôn. Tại vì mình tàng hình gọi là liên tục luôn á. Không thằng nào giết mình được luôn. Mà mình W one shot chết hai thằng liên tục. Pentakill. Vậy nhận bộ đồ cái này mời. Về. Thôi. Bộ đồ cái. Trời ơi anh em ơi. Mày có đôi nhãn anh em chưa? Ok, đợi tí đủ tiền mua đồ luôn nè. Trời, mình đang đợi tiền mình mua đồ mà gì nó làm gì nhẹ nó gì? Nó làm gì nhẹ nó gì? Trời đầu hàng luôn kìa em ơi. Ok. Tạm biệt tất cả anh em nha. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Chắc là nhớ like và share một nhé. Bye bye.